vụ bé trai 5 tuổi ở Thái Bình bị tử vong do bị để quên trên xe đưa đón. Rất đau xót khi đây không chỉ một mà đã nhiều vụ việc tương tự xảy ra, để lại hậu quả lớn do sự tắc trách của người lớn. Là bậc cha mẹ, bạn cũng cần hướng dẫn con những kỹ năng sống, kỹ năng thoát hiểm, cầu cứu mọi người nếu không may rơi vào tình cảnh trên. Dưới đây là 6 điều cha mẹ nên hướng dẫn trẻ trong trường hợp bị bỏ quên trên xe ô tô. 1. Là hãy dạy trẻ cố gắng giữ bình tĩnh. Đây là điều đầu tiên trẻ cần được hướng dẫn, bởi la hét, khóc lóc sẽ gây mất sức, có thể nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê. 2. Là dạy trẻ bấm còi xe. Người lớn cần hướng dẫn trẻ nếu thấy ô tô đã đóng cửa kín, thì trẻ cần biết vị trí còi xe ô tô ở vô lăng để báo hiệu cho người ở bên ngoài. Dù xe đã tắt máy thì còi xe cũng vẫn kêu và người bên ngoài sẽ phát hiện ứng cứu. 3. Là hãy dạy trẻ mở cửa sổ của xe. Dù xe đã đóng kín, tài xế khóa cửa xe thì người bên trong xe hoàn toàn có thể mở được cửa sổ của xe để kêu cứu. 4. Là hãy dạy trẻ đứng ở phần trước kính vô lăng để cầu cứu người bên ngoài. Nhiều xe sẽ dán đề can tối màu ở cửa sổ xung quanh để hạn chế ánh nắng. Nhưng cửa kính trước vô lăng sẽ luôn là kính trong để tài xế nhìn rõ đường. Do đó, trẻ có thể tới phần kính đó để báo hiệu cho người bên ngoài ứng cứu. Trẻ cũng nên đổ vật tác động vào phần kính này nhằm tạo ra tiếng động thu hút người bên ngoài. 5. Là hãy dạy trẻ bật đèn khẩn cấp, đèn hazard. Tương tự còi, đèn hazard được thiết kế có nguồn điện riêng để luôn sẵn sàng hoạt động. Người lớn cần chỉ cho trẻ nút bật đèn này có hình tam giác, dễ quan sát trên buồng lái. Trẻ cần bấm đèn và còi đồng thời để gây sự chú ý. 6. Là hãy dạy trẻ dùng búa thoát hiểm. Trên xe chở học sinh hầu hết đều có búa thoát hiểm. Trong trường hợp khẩn cấp, bất đắc dĩ, trẻ có thể dùng búa để đập vỡ cửa sổ, thoát ra bên ngoài. Búa có thiết kế gồm đầu nhọn, tập trung lực, do đó trẻ hoàn toàn có thể đập vỡ kính, không cần tốn nhiều sức lực. Ngoài 6 kỹ năng trên, các cha mẹ cần nhớ một điều rằng không bao giờ được để trẻ một mình trên xe ô tô và xe buýt.